giới dùng thuốc quá 7 ngày. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng học, giới đây thuộc chế tội. Luật Nhiếp nói: do bệnh hoạn và việc dùng thuốc sanh tham đắm khởi phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc. Các thầy tỳ kheo vào những tháng mùa thu bị gió sanh bệnh, thân hình khô gầy lại có ghẻ độc. Đức Thế Tôn cho phép các thầy tỳ kheo bệnh được dùng thuốc đúng thời và thuốc vi thời, được uống 5 loại thuốc, lúc đang ăn hay uống thuốc không được hiện tướng thô. Lúc ấy có ngài Tất Lăng Già Bà Ta, Trung Hoa gọi là Dư Tập. Đại luận nói rằng trưởng lão này thường bị bệnh đau mắt, hàng ngày đi khất thực hay ngang qua sông Hằng. Khi đến bờ sông, thầy búng ngón tay và gọi: tiểu tỳ ở dưới sông. Tức thì dòng nước rẽ làm hai để thầy đi qua sông khất thực. Do vậy, thần sông Hằng đến bạch Phật rằng: đệ tử của ngài thường mắng con là tiểu tỳ ở dưới sông. Phật bảo thầy Tất Lăng Già Bà Ta xin lỗi thần sông Hằng. Tức thì thầy chắp tay nói với thần sông rằng: tôi xin lỗi tiểu tỳ. Lúc ấy đại chúng cười rộ, bảo: tại sao xin lỗi mà còn mắng như thế? Đức Phật bảo thần sông Hằng: con có thấy thầy ấy chắp tay xin lỗi không? Đã xin lỗi thì không có ngã mạn mà vẫn nói như vậy thì phải hiểu là không có ý xấu. Thầy này trong 500 đời trước kia thường sanh trong nhà Bà La Môn, luôn tự kiêu căng cho mình là dòng sang quý, khinh khi người nghèo. Thói quen ấy đã huân tập nhiều đời nay, chỉ có miệng nói vậy thôi, chứ tâm thì không còn kiêu căng nữa. Kinh Cụ Túc nói: thường ở trong cảnh khổ mà thực hành hạnh từ bi là ngài Tất Lăng Già Bà Ta vậy. Ở trong thành La Duyệt, thầy quen biết rất nhiều, lại có nhiều đệ tử, được cúng nhiều sữa, dầu, bơ, mật, đường phèn. Những người đệ tử gom đựng cất chứa khắp nơi để rỉ chải đầy, làm dơ giấy hôi hám khắp các phòng. Các trưởng giả sanh cơ hiềm, các thầy tỳ kheo bạch Phật ngài quở trách và kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni có bệnh chứa thuốc như sữa, dầu, bơ, mật, đường phèn, được ăn cách đêm và được dùng cho đến 7 ngày. Nếu đã quá 7 ngày mà còn dùng, bị phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Giải nghĩa: có bệnh chứa thuốc. Luật Tăng Kỳ nói có hai loại bệnh. Loại bệnh thứ nhất, chủ bệnh, nghĩa là bệnh đói và bệnh khác. Loại bệnh thứ hai, khách bệnh, gồm có 404 bệnh. Nếu phong đại không điều hòa sẽ có 101 bệnh. Nếu hỏa đại không điều hòa sẽ có 101 bệnh. Nếu thủy đại không điều hòa sẽ có 101 bệnh. Và các chứng bệnh linh tinh, tạp chứng có 101 bệnh. Nếu bệnh phong dùng dầu mỡ để trị, bệnh nóng dùng sữa để trị, bệnh thủy dùng mật để trị, các chứng bệnh linh tinh cần phải pha trộn các loại thuốc lại để trị. Sữa, dầu, bơ, mật, đường phèn được ăn cách đêm và được cất dùng cho đến 7 ngày. Luật Tát Bà Đa nói, bản chất của giới này, nếu tỳ kheo ni bị bệnh cần dùng thuốc trong vòng 7 ngày mà không có cô tịnh nữ nhờ người khác giúp rất khó được, phải tự nhận thuốc của người tịnh nhân khác, thì tỳ kheo ni phải bạch xin phép thọ nhận được tùy ý cất giữ để dùng trong vòng 7 ngày. Nếu bệnh quá nặng dù không thể bạch xin phép thọ dụng vẫn được phép dùng. Giả sử nhận thuốc của người kháng bệnh cũng phải thưa bạch xin phép dùng thuốc, đó cũng thành pháp thọ. Đã nhận các loại thuốc như thế rồi, cho phép tùy ý cất giữ cách đêm để dùng. Sữa là sữa bò, sữa dê, dầu là dầu mè, dầu cải, dầu dừa và 5 loại mỡ được lóng lượt đúng pháp để uống. Mật là mật ong, đường phèn là đường mía nấu cô lại. Cất dùng cho đến 7 ngày, nghĩa là Đức Phật cho phép thời gian tối đa 7 ngày được phép dùng, nếu quá thì phạm tội. Định tội. Tướng phạm giới này là ngày thứ nhất được thuốc cho phép cất giữ đến 7 ngày để dùng. Đến ngày thứ 8, trời vừa mờ sáng, thì số thuốc trong 7 ngày trước đó đều bị phạm xả đọa.
giống như trong giới chứa y không khác, chỉ khác là thời gian 7 ngày. Nếu số thuốc phạm xả đọa mà không xả, lại đem đổi thuốc khác, phạm một tội xả đọa, một tội đột kiết la. Khi đã xả thuốc và sám hối tội rồi, ni tăng nên trả thuốc lại cho tỳ kheo ni ấy. Tỳ kheo ni ấy đem bơ dầu quá 7 ngày ấy thoa lên các cánh cửa sổ, mật và đường phèn đem cho người giữ vườn. Nếu số thuốc xả trong ngày thứ 7 thì cho tỳ kheo ni dùng, hoặc chưa đủ 7 ngày nên bạch nhĩ yết ma trả lại cho tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni ấy đã nhận lại rồi nên dùng thuốc ấy thoa gót chân hoặc đốt đèn. Các pháp xả, sám hối, ni tăng không trả lại thuốc, bị tội giống giới trước. Giới đây là một trong năm việc chứa vật dư. Luật Căn Bổn nói, lúc trước giờ ngọ nên rửa tay sạch sẽ, cầm thuốc ấy đến bên vị tỳ kheo ni thưa như thế này: Bạch cụ thọ, xin ghi nhận cho, con tỳ kheo ni tên có bệnh duyên như vậy, thuốc này thanh tịnh, con nay xin phép được dùng trong thời gian 7 ngày. Và thưa với vị tỳ kheo ni ấy 3 lần. Nếu đã uống được 1 ngày thì báo với tỳ kheo ni ấy rằng, thuốc này con đã uống 1 ngày rồi, còn 6 ngày nữa con sẽ dùng tiếp. Nên thưa như vậy cho đến ngày thứ 7. Nếu đã quá 7 ngày mà còn dư thuốc, nên xả nó cho tịnh nhân hay cho Sa-di-ni. Luật Nhiếp nói, vì ưa hình dáng đẹp, hoặc do ưa thích mùi vị thơm ngon, hoặc muốn mập, hoặc do tâm dối trá ăn uống các thứ này thì phạm tội ác tác. Luật Ngũ Phần nói, nên xả cho chúng tăng. Chúng tăng xả cho người cư sĩ, cho Sa-di-ni, hoặc dùng để đốt đèn, hoặc làm thuốc thoa chân. Thuốc này tỳ kheo ni không được dùng, tất cả tỳ kheo ni không được ăn. Giới đây đủ 3 điều kiện mới thành tội xả đọa: 1. Có tâm tham ăn ngon. 2. Là thuốc 7 ngày. 3. Quá thời hạn mà không xả. Chế chung: tỳ kheo bị xả đọa, đồng chế, đồng học, thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni bị đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên: không phạm là thuốc ấy đã quá 7 ngày. Nếu là bơ, dầu thì đem thoa vào cửa bị kêu. Nếu là mật, đường phèn thì cho người giữ vườn. Nếu đến ngày thứ 7 đem thuốc xả, thì số thuốc ấy các tỳ kheo ni được ăn, hoặc chưa đủ 7 ngày thì trả lại cho tỳ kheo ni ấy. Tỳ kheo ni ấy nên dùng thoa gót chân hoặc đốt đèn. Luật Thập Tụng nói, nếu bệnh nặng thì không phạm. Khi ăn thức ăn do 4 loại thuốc ấy trộn chung lại nên nghĩ thế này: ta ăn là để trị bệnh chứ không phải do tham ăn ngon. Luật Thiện Kiến nói, nếu bơ chưa đủ 7 ngày mà đã cho Sa-di-ni, đến ngày thứ 8 nếu có việc gấp cần dùng, được phép đến xin lại của Sa-di-ni ấy ăn, không phạm. Và ban đầu lúc Phật chưa chế giới.